Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Honda CB 150R 2.9 vừa ra mắt phiên bản X-Motion siêu đẹp với mức giá sốt 70 củ ở thị trường Đông Nam Á. Trong cái buổi triển lãm Moto Expo 2.8 đang diễn ra ở Thái Lan, Honda đã giới thiệu đến người tiêu dùng cái chiếc CB 150R 2.9 phiên bản X-Motion sở hữu nhiều màu sắc cá tính, toát lên với đẹp sang trọng mạnh mẽ với mức giá bán 99.800 bạc, tương đương là hơn 70 triệu đồng Nam. Honda CB 150R 2.9 là mẫu xe nước bài sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn nhưng vẫn toát lên với đẹp mạnh mẽ đặc trưng của dòng Street Fighter. Nhiều chi tiết được thiết kế nam tính, khỏe khoắn, và cái chiếc CB 150R 2.9 vẫn được ưu ái chiếc đèn flash thiết kế là sắc sảo thể thao tương tự cái chiếc CB 1000R. Bên cạnh đó thì đồng hồ dụng cái màn hình LCD hiển thị những chức năng hiện đại như tốc độ, cấp số, tua máy vân. Cái chiếc CB 150R 2.9 phiên bản X-Motion thì nhà sản xuất đã đưa ra rất nhiều màu sắc cá tính để người tiêu dùng thoải mái trong việc lựa chọn như đèn bóng, xanh lá, đỏ, xám vân. Cái chiếc CB 150R 2.9 sở hữu cái chiều dài là 2019mm, cái chiều rộng là 719mm và chiều cao 1039mm, cái chiều cao tính mặt đất đến yên là 805mm, cái khoảng sáng gầm 169mm, với cái trục cơ sở dài 1293mm, bình xăng có dung tích 12 lít, nhô cao như nhiều mẫu xe thao khác. Cái dàn vỏ ốp góc cạnh và kiểu dáng là ngoài và phía trước. Phần yên được làm liền khối trước sau. Vị trí yên trước lõm xuống tạo tư thế là hai chân ôm sát bên xăng, kết hợp cùng với ốp sườn giúp giảm cái lực cản của gió khi di chuyển. Honda CB 150R 2.9 với cái khối động cơ là 105 khối DOC 4 vành làm mát bằng chất lỏng. Công suất đa 16,9 mã lực tại cái giải tua máy là 9.000 vòng trên phút. Mô men xe cực đại 13,8 m, tại vòng tua là 7.000 vòng trên phút. Hộp số sơ cấp tích hợp là phun xăng tử PZI. Cái chiếc Honda CB 150R 2.9 phiên bản X-Motion đã có sẵn để bán ở trong nước với mức giá khởi điểm từ 99.800 bạc, tương đương là hơn 70 triệu đồng Việt Nam. Và sau đây là vài thông số kỹ thuật của chiếc CB 150R 2.9. Cái loại động cơ xăng đơn DOC 4 kỳ 4 van, hệ thống cung cấp nhiên liệu phun xăng tử PZI, dung tích xăng 149,16C, cái tỷ số nén 11,3:1, hộp số sơ cấp, công suất đa 16,7 HP, tại vòng tua là 9.000 vòng trên phút, lớp trước sau lần lượt 100/80, 110/70, kích thước dài nhưng rộng cao lần lượt 2019 × 719 × 1039mm, độ cao yên là 797mm, dung tích bình xăng 12 lít. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hay là trực tiếp nhớ like, share, subscribe.